Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, là một câu hỏi trực tiếp ạ. Alo VTC16, xin nghe. Anh cho em để cho em hỏi mà ra một con trâm nó bị rút vú cổ á chị, mà nó đang nó mình đứng đây như cục rồi á chị. Vâng ạ, à, đàn của mình là con trâu đúng không chị? Con công. Con công ạ. Vâng ạ, con công của mình còn biểu Con hiện công gì hay nữa con không ạ? trâu ạ? Sao chứ chị? Dạ cùng chị muốn hỏi lại vật nuôi của mình là gì, con công đúng không ạ? Dạ. Vâng, con công của mình thì còn biểu hiện gì nữa không ạ? Dạ nó bị ỉa lên trắng chị, mà nó hơi rút cổ nó không ăn chị. Vâng. À, sau đây thì xin mời khán giả kết nối trực tiếp với chuyên gia Giá chăn như mà nuôi chị để có cùng cái nghe. ảnh ở đây thì tốt quá nhỉ. Nhưng mà không có thì Dạ. thôi thế này. À, đây là một câu hỏi mà tôi đã vừa trả lời trước đây ít phút. À, việc đầu tiên Dạ. ấy, cái phân trắng ấy, thì nó có thể là do một là bệnh đầu đen, giai đoạn cuối của bệnh đầu đen. Hai là có Dạ. thể là do viêm phế quản thể thận. À, Cái này ba nó không có phải là và không, viêm phế quản thể thận nó không hoặc khe, nó chỉ tiêu chảy thôi. Và thứ ba nó là có thể là do cúm. Đấy. Cho nên ấy là cần phải xem trực tiếp và nói đúng hơn nên là chưa đủ căn cứ để chúng tôi xác định rõ là bệnh gì. Nhưng có lẽ tôi hướng dẫn cho bà cách làm như sau. Một là chị phải can thiệp lại vaccine Newcastle. Tiêm đi. Nếu đã hai lần vaccine Lasota hoặc là DIB rồi thì chị tiêm đi. Và đã tiêm vaccine Newcastle rồi thì bây giờ tiêm lại cho chắc. Và thứ hai là chị phải tiêm vaccine cúm. Dứt khoát phải tiêm vaccine cúm. Cái vaccine cúm này thì ở trong phía Nam hiện nay thì có thể chị dùng vaccine Navet Fluvac 2. Thì trong đó nó có chủng H5N1 và H5N6. Hoặc là tốt nhất là chị dùng vaccine của Trung Quốc RE6 cộng 8 hoặc RE11 cộng RE12. Thì nó chứa cả hai chủng H5N1 và H5N6. Và đồng thời ấy, thì sau khi mà chị làm đủ hai vaccine này ấy, mà nếu được ấy, thì chị cho uống vaccine IB thể thận, tức là IB 491 hoặc là IB 88. Thế mà rất bất lợi là gì, cái vaccine IB thì người ta đóng loại 1.000 liều cho một lọ con đấy này. Ở đây chỉ có một cân công nên là rất là khó để hướng dẫn, vì có hướng dẫn thì chắc là chị chả làm. Nhưng mà nếu làm được thì là có quá tốt, về cân công nếu là quý, nếu là đây là động vật quý hiếm. Sau đó thì chị dùng cái toa thuốc nhỏ đó, đơn giản này thôi. Một là chị lấy T-Corizin 1 gram. Hai là Hepaton 1 gram. Ba là Kalium. Kalium 1 viên. Kalium của người ấy chứa 500 mg metronidazole cho 1 viên. Thì dùng 1 viên nhân nhỏ ra. Giải độc gan thận lách TA 1 gram và super vitamin 1 gram, tất cả chị pha chung với 15 gram đường ăn bình thường và 1 lít nước và cho nó uống 4 ngày đêm. Tôi nghĩ là phải làm đủ những cái biện pháp như thế thì mình may đã cứu được cần công. Vì như tôi vừa phân tích thì nó thật sự là chưa, chúng tôi chưa dám khẳng định nó là đầu đen hay là nó do viêm quản thể thận hay là do cúm cả. Vì mắt không nhìn thấy mà chị qua thông qua mô tả thôi. Thì đây là một giải pháp hữu hiệu nhất, tốt nhất để mà cứu vãn được cân công này. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm.